Xin chào các bạn. Chương trình tự học tiếng Anh sẽ hướng dẫn các bạn về ngữ pháp, từ vựng, giải các bài tập, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh YouTube 24STV. Mời các bạn đón xem và giới thiệu bạn bè cùng xem. Nếu thấy hay hoặc học được điều gì đó bổ ích từ chương trình này, các bạn hãy bấm thích, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau để giải quyết cái bài tập chuyển sang câu bị động. Câu bị động có nghĩa là câu chủ động á, là mình nói một cách chủ động. Còn câu bị động có nghĩa là sự việc đó được làm bởi ai đó ha. Thì để muốn đổi được câu bị động thì chúng ta phải xác định được đâu là chủ ngữ, đâu là động từ và đâu là vị ngữ. Thì cái chủ ngữ ở trong câu chủ động sẽ thành vị ngữ, thành tân ngữ ở trong câu bị động. Và nó có cái chữ by đứng trước. Còn tân ngữ, cái vị ngữ ở trong câu chủ động thì nó sẽ trở thành là chủ ngữ trong câu bị động. Và động từ có cấu trúc là to be cộng quá khứ phân từ, có nghĩa là cột thứ 3 trong cái bảng động từ bất quy tắc, hoặc là có quy tắc là thêm ed. Và đầu tiên để mà đổi được cái câu chủ động sang bị động thì các bạn phải xác định cái thì quá khứ, thì hiện tại, hoặc là thì hoàn thành, để mà chúng ta giải cho nó đúng ha. Cũng giống như những cái video trước thì mấy chục câu bài tập này tôi có để ở trong cái nội dung của video, các bạn có thể bấm dừng để mà giải trước hoặc có thể theo dõi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Câu thứ nhất: You should open the wine about 3 hours before you use it. Bạn nên mở cái chai rượu đó khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi sử dụng nó. Như vậy trong câu này chúng ta thấy rằng you ở đây là chủ từ, should open là cụm động từ, đúng không nào? The wine là vị ngữ, đúng không? Cái này là tất cả đây là tân ngữ, nhưng mà chính đây là vị ngữ. Như vậy ta xác định được ba yếu tố, đó là chủ ngữ, cụm động từ và vị ngữ. Như vậy trong câu bị động thì vị ngữ sẽ thành chủ ngữ ha. Vị ngữ sẽ thành chủ ngữ. Như vậy là the wine, rồi chủ ngữ. Rồi như vậy trong câu này thì nào đây các bạn? Trong câu này là thì hiện tại là cái lời khuyên, là cụm động từ khiếm khuyết ha. Như vậy là khiếm khuyết thì chúng ta thêm be vào sau khiếm khuyết, và động từ thường, động từ chính này nó sẽ được thêm ed hoặc là cột thứ 3. Như vậy the wine should, đúng không nào? Should be open about 3 hours before you use it. Như vậy chúng ta đổi luôn ha. Before it is used by you. Có hoặc không có cũng được ha. By you. Ok. Rồi chúng ta xong câu 1. Câu số 2. Previous climbers had cut steps in the ice. Như vậy trong câu này chúng ta xác định được đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ ha. Chủ ngữ previous climbers là những người leo núi, những vận động viên leo núi trước. Previous là trước, đã đi trước đó, đã cut step. Cut steps là cụm động từ ha. Xin lỗi, cut had cut quá khứ hoàn thành. Như vậy steps là những bước chân, in the ice là trên băng, trên đá, đúng không? Trên tuyết, trên băng.
Như vậy cái cụm từ mà to cut steps có nghĩa là khi mà băng đá nó khi mà leo núi đó các bạn, thì băng đá nó rất là trơn trượt, nhưng mà để leo lên được mình phải cut steps. Cut steps là nghĩa mình dùng cái rìu đó, có một cái rìu để chuyên đi đi cut steps, có nghĩa là mình đứng đó rồi mình lấy rìu mình bổ, mình cuốc xuống, mình tạo cái những cái bậc thang để mình leo lên, đó là kêu là cut steps. Như vậy những người leo núi, những vận động viên, những vận động viên leo núi trước đã tạo những bậc thang ở trên băng rồi, ở trong băng này rồi, thì chủ từ ở đây đúng các bạn, cụm động từ đúng không? Đây vị ngữ là step ha, step đúng các bạn. Rồi như vậy vị ngữ trực tiếp là step, steps đó. Quá khứ hoàn thành đúng không nào? Như vậy là quá khứ thành thì là chúng ta dùng lại step had been ha, nhớ chữ been ha. Cut in the ice by previous climbers. Ok. Câu 3. Somebody had cleaned my shoes and brushed my suit. Ai đó đã lau đôi giày của tôi và phủi bụi cái bộ vest của tôi. Như vậy chủ từ là đây rõ ràng rồi đúng rồi, cụm động từ ở đây quá khứ hoàn thành. Rồi vị ngữ đúng rồi, vị ngữ một rồi, cái cụm thứ hai nữa. Như vậy chúng ta chuyển ngay cái vị ngữ thứ nhất đó ha, mãi true. Các bạn hết quá khứ thành mà hết thêm nữa been đúng không, clean đúng không, and brush my suit. Như vậy không lặp lại cái từ hết been nữa mà chúng ta dùng my suit brush ha. Bài xong hết đi, bỏ đi, không đề cập tới. Rồi. Câu 4. We use this room only on special occasions. Chúng ta sử dụng cái phòng này chỉ khi có những cái sự kiện đặc biệt. Đúng không? Sự kiện đặc biệt, occasions, special đặc biệt, sự kiện occasion. Rồi. Như vậy chủ từ, động từ và vị ngữ. À, như vậy là chúng ta làm sao các bạn? Vị ngữ thành chủ ngữ đúng không? This room thì gì đây? Hiện tại đơn. This room is used đúng không? Only on special occasion by us. Đúng nè. Rồi, câu 5. You must not hammer nails into the walls without permission. Must not hammer là cụm động từ. Hammer, hammer là danh từ là cây búa, còn hammer đây là động từ. Động từ có nghĩa là dùng búa để đập, để gõ, để đóng. À, nails là cái đinh. À, into là vào. Vào cái gì? Walls là bức tường. Without là không. Permission là cho phép. Như vậy bạn không được dùng búa đóng đinh vào tường khi mà không có sự cho phép, đúng không? Thì chủ ngữ là you đúng rồi, cụm động từ là must not hammer nails, đây là vị ngữ đúng không? Nếu sao các bạn must not đúng không, như vậy là khiếm khuyết must đúng không, như vậy là must be nè, not hammer đúng không? Nail into the wall without permission. Quá dễ các bạn.
Câu 6. In some districts, farmers use pigs to find truffles. Ở một số quận thì người nông dân sử dụng heo để mà tìm ra cái loại nấm truffle. Nấm truffle, nấm rất là đắt tiền các bạn. Nó khá thơm cho nên là người ta có thể người ta dùng nó để chế biến trộn thêm vào sô cô la. Nói chung là dân Tây phương rất thích. Rồi như vậy farmers là chủ từ ở đây. Use là động từ, pigs là vị ngữ. Như vậy pigs đúng không nào? Pigs. Thì gì đây nè? Use là hiện tại đơn đúng không? Như vậy pigs số nhiều are used đúng không? Đúng không? To find truffle. In some districts by farmer. Ok. Rồi câu số 7. Someone switched on the light and opened the door. Ai đó đã bật đèn và mở cửa sổ. Như vậy, someone là chủ từ, switch on, switch on, switch là bật, switch cái gì đó, bật đèn lên và mở cửa sổ, open the door, mở cửa chính, xin lỗi, mở cửa chính, open the door, mở cửa chính. Như vậy là a light, đúng không nào? A light là chủ từ. A light. Đó các bạn. Khi nào đây? Quá khứ đơn đúng không? Như vậy là was switch. Đúng không? Switch on and bị động của the door luôn. The door open by someone, bỏ đi ha. Rồi, câu số 8. Somebody has slashed the picture with a knife. Một ai đó đã cào, đã rạch cái bức tranh, bức hình đó bằng một con dao. Đúng không? Như vậy, somebody là chủ từ, has slashed là cụm động từ, the picture là vị ngữ. Như vậy, the picture đúng nào, hết đúng không, quá khứ hoàn thành mà hết. Như vậy sao hết bin đúng rồi, slash with đúng không, này by somebody, bỏ đi ha. Câu số 9. They are pulling down the old theater. Họ đang dỡ bỏ, phá hủy nhà hát cũ. Old theater là nhà hát cũ. Như vậy là chủ từ là they. Pulling down là hiện tại tiếp diễn ha. Họ đang làm cái việc đó, đúng không? Như vậy vị ngữ đó là the old theater, phải không nào? The old theater. Sao các bạn? Is, đúng không? Tiếp diễn thì sao? Be in, pull, đúng không? Pull it down by them. Có hoặc không cũng được ha các bạn ha. By them. Rồi, câu 10. Why didn't they mend the roof before it fell in? Tại sao họ không sửa, mend là sửa, tại sao họ không sửa cái mái nhà trước khi mà nó rớt xuống, nó đổ sập. Như vậy câu này là quá khứ và cộng với phủ định luôn ha. Nhớ ha, quá khứ cộng phủ định. Như vậy quá khứ đó là to be, thêm not vô ha, phủ định đó, cho nên phải thêm not. Rồi như vậy trong câu này là why đúng không,
Vì ngữ bây giờ là gì các bạn? The root đúng không? The root. Sao? Quá khứ mà. Was. Wasn't. À. Mend. Mended. Đúng nào. Before it. Fell in. À, bài tạm bỏ đi. Rồi 11. The mob broke all the shop windows in recent riots. The mob là đám đông bạo động. Đám đông đã làm vỡ tất cả những cửa sổ của cái thương hiệu đó, của cửa hiệu đó, cửa hàng đó trong những cuộc bạo động gần đây. Riots, bạo động gần đây. À, đám đông, mob, đám đông tập trung lại, à, quậy phá. Rồi như vậy the mob là chủ từ, broke động từ, all the shop windows là vị ngữ ha. All the shop windows, cửa sổ ha, là vị ngữ. Rồi thì gì đây các bạn? Quá khứ đơn như vậy là cửa sổ, những cửa sổ là số nhiều, were broke thành gì? Cột thứ ba là broken. Đúng các bạn. In recent riots by the mob. À, ok, 12. The librarian said that they were starting a new system because people were not returning books. Rồi, như vậy, chúng ta nhìn câu này. The librarian. Có nghĩa là người thủ thư á, nói rằng, người thủ thư nói rằng họ là bưu điện đó, à, thư viện đó sẽ bắt đầu một cái hệ thống mới bởi vì người mượn sách không có trả sách, mượn xong mượn luôn không trả. À, như vậy cụm này chúng ta giữ lại ha. The librarian said that. Rồi giữ lại. Said that sao? Như vậy là we're starting a new system. À, new system, said that. A new system, các bạn. They were starting, như vậy, quá khứ tiếp diễn, the new, a new system, sao? Was, à, tiếp diễn là gì? Being, à, started. Started, đúng không? Started. Because, because sách không được trả, đúng không? Because book sao các bạn? Book sao? Were, à, số nhiều. Nó, đúng không? In returned. À, bài Bible bỏ đi ha. Rồi, các bạn hiểu không? Chúng ta đổi khúc này sang bị động luôn. Rồi, câu 13. The police asked each of us about his movements on the night of the crime. Cảnh sát hỏi mỗi người trong số chúng tôi về cái việc di chuyển trong cái đêm mà tội phạm xảy ra. Police asked. Police. The police chủ từ ask quá khứ hỏi each of us. Each of us bây giờ trở thành là gì? Chủ từ, à, trong câu bị động phải không? Each of us. Thì vậy các bạn, quá khứ đơn đúng không nào? Each of us như vậy là was asked about, à, his movement. Đó, à, đây là by the police. À, rồi, câu 14. Someone will serve refreshments. Someone will serve refreshments. Refreshments có nghĩa là món ăn thức uống trong cái bữa tiệc của hội nghị đó. Thì cái câu này có nghĩa là có người, có ai đó, có người sẽ phục vụ, à, món ăn
thức uống. Như vậy món ăn thức uống chắc chắn đó là chủ ngữ mới trong câu bị động đúng không? Fresh. Will đúng các bạn, will be served, đi đi nữa ha. By someone, rồi bỏ đi. Rồi, câu 15. People must not leave bicycles in the hall. Mọi người không được bỏ lại chiếc xe đạp, đặt chiếc xe đạp, để chiếc xe đạp ở trong hội trường. The hall là hội trường, trong khán phòng. Như vậy là bicycle là chủ ngữ mới. Must not be left câu thứ ba in the hall by people bỏ ha. Rồi các bạn, hôm nay chúng ta giải 15 câu, còn lại những câu thì các bạn tự giải rồi thì post vào comment để chúng ta cùng sửa hoặc là cần góp ý nếu có. Chúc các bạn học thật tốt tiếng Anh. Hẹn gặp các bạn video sau.